một hai giờ sáng thì nghe mẹ em la, có ai chọn cái cây mất không, bể đổ ra luôn hả? Đổ thấy trồng trắng gì kì vậy? Không, bà đâu vô quay nữa. Ồ, cha em chết đâu có vài năm thì mẹ tỉnh cha mất xong rồi mẹ em lại bệnh như vậy đó. Chứ lúc trước mẹ em cũng bình thường mặt mặt đó, rồi cha em mất xong là mẹ em xuống bệnh như vậy luôn. Mình cũng nhiều đi chị nhiều thầy lắm nhưng mà không ai biết ra bệnh. Vâng, Duy Minh vui vẻ xin kính chào bà con cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang tại Cà Mau, huyện Phú Tân, thì vượt hơn là 287 cây số để xuống đây để có một cái người chị, là chị nói là có một cái hoàn cảnh này rất khó khăn, nhưng mà chị giới thiệu thì có một số là anh em không có giúp đỡ bên, cho nên là mình nghe vậy mình nóng lòng quá mình đi xuống đây để là chia sẻ. Chị nói là có một hoàn cảnh rất là nghèo, nhưng mà cái đặc biệt cái kỳ lạ đây á là cô á là bị một cái chứng bệnh gì không biết, nhưng mà giấc tối á bà con không bao giờ ngủ, ngồi gật gờ gật gờ mà không biết nó như thế nào. Thì mình xuống đây để xuống đây muốn chứng thực cái câu chuyện nó như thế nào, thì mời bà con mình theo chân mình để đi vô đó khám phá coi cái nhà của dì này có thật sự khó khăn và có một cái căn bệnh lạ như thế nào hay không. Thì mời bà con đi theo Duy Minh nha. Thì kính thưa bà con cô bác, thì hiện tại giờ Duy Minh đang đứng trước mặt một cái ngôi nhà mà Duy Minh đã mới vừa giới thiệu cho bà con cô bác. Thì có một cái bà cụ bệnh, không biết bị bệnh về cái bệnh gì mà cái hoàn cảnh thì nó cũng là khó khăn. Mình đến đây để là mình chia sẻ và để vô trọng cho bà hỏi thăm thử coi bà bị cái bệnh gì mà nó quái lạ gì. Thì ở đây thì có chị, đây là cái người chị cũng giới thiệu cho mình về một cái hoàn cảnh nó rất là khó khăn mà mình đã đổ bộ xuống, đi xe xuống đây gần 300 cây số để là tìm hiểu cái hoàn cảnh này. Thì mời bà con vô trong. Thì cái bà cũ đó trong đâu chị? Trong nhà đây phải không? Em vô trong nhà, dạ. Đi đây. Đây, trong nhà. Chào bà. Ô bà cũ, hôm nay bà cũ nhiêu tuổi mà thấy khỏe quá hả? 83. 83 hả? Tết 84. Yeah. Bà là sao với dạ, bà nội à. Bà nội của chị hả? Dạ, mấy thứ ba. Dạ. Thì con nghe nói ở đây có một cái bà cụ nào nữa là bà bị bệnh đúng không? Dạ mẹ. Mẹ em hả? Dạ. Đâu em có thể nào mà dắt vô cho anh dạ, xem dạ thử thôi. Thì mẹ em ở đây với ai? Dạ mẹ em ở đúng không? Dạ. Mẹ ngồi vậy đó, mẹ không nói chuyện được, ăn là phải đút, rồi tiểu tiêu rồi là mình canh giờ xong mình dắt đi, mình ăn ở tự đi. Mẹ em làm suốt vậy đó. À. Bà nội. À. Bà bị bệnh lâu chưa? Dạ, khoảng 5 năm. 5 năm rồi hả? Ủa, bà ngồi dưới hoài hả? Dạ, ngồi suốt vậy đó. Rồi mình nói chuyện gì bà có nghe được không? Dạ nghe nhưng mà không có trả lời, không biết rồi cũng không trả lời gì, chỉ là ngồi vậy đó. Gì hả? Rồi nghe nói có một em trai hay gì? Dạ. Em trai là ở đây là nuôi mẹ. Dạ, nuôi mẹ. Sao bà ngồi bà gục đầu không mà? Dạ, mẹ em ngồi đi là xuống luôn. Dạ, khoảng 5 năm. Cái hồi xưa bà có bị bệnh nhiều không? Dạ, hồi đó mẹ em chỉ bao tử với lại bình thường thôi, rồi xong cái gả em khoảng 2 năm là mẹ em bệnh tới giờ. Dạ. Cái này hồi đó mình có đi điều trị ở đâu không? Dạ có đi nhiều lắm nhưng mà người ta coi không ra bệnh. Dạ. Con cháu gì không? Dạ không. Cứ ngồi vậy hoài đúng không? Dạ, ngồi vậy suốt. Có nói chuyện gì với con cháu không? Dạ. Nói chuyện dạ tới không? Giờ ăn thì thằng em út em nó đút cho ăn vậy đó, rồi tối rồi sập buồn xuống cho ngủ vậy đó. Người nghe nói nha, giấc tối cô á, cô không có ngủ đúng không? Dạ ngủ nhưng mà ít lắm, ngủ nằm vậy đó là quay vậy nè, quay tròn tròn, khi ngồi vậy nó ít ngủ.
Sao kỳ vậy? Em cũng rồi có em ngày em làm gì? Dạ nó ở xa. Nó sao? Dạ. Em trai làm gì đây? Nhà. Ủa, em trai. Em trai này nhiêu tuổi rồi? Dạ em 20. 20 rồi hả? Dạ. Thường ngày thì em làm gì em trai? Em làm cũng không giống nhà. Cho thấy em dính nhà. Sơn rồi chắc em làm hồ cái gì vậy? Dạ em tiếp nhà. Chúng tiếp nhà hả? Em đi bắt ốc với lại tới mùa ong thì cũng loại ong rồi bắt ba khí rồi gì bán rồi nuôi mẹ em gì đó. Thì dạ em cũng có chồng nên cũng khổ nên không có giúp được cho mẹ em á. Thì chỉ là có nhà nó nuôi mẹ em. Rồi ví dụ như một mùa gì là em canh theo mùa để em đi ra bắt ong hay sao? Dạ. Giờ thì nó có vô mùa ong chưa em? Cũng gần. Dạ. Thì qua cái mùa gì rồi mình có làm gì để có tiền để nuôi cha nuôi mẹ không? Cũng nhà ai kêu làm gì làm đó thôi. Thì ba mất lâu chưa? Cũng hơn chục năm. Hơn chục năm hả? Dạ người ta cho á anh, người ta cho rồi mình thêm tiền vô á rồi mình xây á. Mà giống như mấy ngồi thì dạ thì có thể thấy ở trên này nó bị nứt hết ha. Dạ nó bị ấy, cây rồi nó mục hết. Nó còn gì rớt thì nó cũng bể hết. Có thể thấy là trên nóc nhà nó nứt tét hết rồi. Ủa trên đó giống như là cái nóc này kiểu giống như là cái này đâu phải tôn đâu hả em? Lô hả? Ồ, hoàng chỉ nó nứt qua rồi. Thì ở đó nứt mình người nhà mình che lên đó hả? Dạ. Cái này nó nứt nó giọt á, cái đầu cậu em mua xô kéo lại sợ tối mẹ ngủ nó bị mưa nó bị giọt á. Này của nhà nước cho là kêu gọi là nhà tình thương đúng không? Dạ, nhà tình nghĩa. Tình nghĩa. Dạ. À. Bây giờ mình cắt là bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cắt khoảng trên chục năm ha. Là trước cái ngày mà mẹ em bệnh á. Lúc khi chưa bệnh là mẹ em còn mẹ em khi đất rồi. Lúc nó che cũng còn sống cắt rồi không lâu cha mất. Chị ơi chị cho em hỏi thăm với cái chị này là cái chị liên hệ với mình nè bà con. Dạ. Sao mà chị biết em mà chị liên hệ? Tại vì em thấy anh quay những hoàn cảnh khó khăn á. Nên là giống như em liên hệ với anh để chia sẻ cái hoàn cảnh này. Ý là chị biết em qua cái lúc nào á? Chắc cũng theo dõi vụ bé Ngọc cái gì phải không? Dạ dạ đúng rồi, em theo dõi anh vụ bé Ngọc. Từ mới biết cái vụ cái Ngọc chứ trước kia thì đâu biết ha. Dạ không biết anh. Dạ. Thì cái vụ bé Ngọc em thấy sao? Nó cơ hội của bé không, thấy cuộc sống. Cơ hội là chắc không có thôi anh ơi. Chị ha. Dạ. Tại vì nó qua quá rồi, nó bây giờ nó gần 20 ngày rồi, bây giờ hiện tại giờ gần 20 ngày chắc em nghĩ là không vô khuôn rồi. Ý là có người nói bé còn sống á. Dạ, có khả năng, người ta nói khả năng rất cao. Dạ. Sống em có nghĩ gì không? Dạ không, em không nghĩ gì. Dạ. Thì hôm nay cũng có cái duyên lành thì cũng được chị thì giới thiệu nói đây là một cái hoàn cảnh rất là khổ luôn, nhưng mà có một số anh em cũng chưa có giúp đỡ được, thì hôm nay mình nghe chị nói mà mình động lòng quá, cho nên là mình thấy thương, cho nên là mình lặn lội khoảng 287 cái số từ ở Đồng Tháp xuống đây, thì đi theo mình có anh Lê Dũng Quyền Bí để mà chia sẻ một cái hoàn cảnh nó khó khăn mà cô bà, chắc bà lớn ha chị. Dạ, lớn tuổi 62 tuần bà ha, thì bị cái bệnh gì mình thì không có hiểu rõ, thì chị có thể nào mà chia sẻ thêm đi cho bà con được hiểu biết về cái bệnh tình của cô của bà. Mẹ bệnh sao? Hiện tại giờ giống như là mẹ làm sao? Ý là em thấy mẹ bệnh sao mà cứ gục đầu vậy? Cậu bị lâu suốt luôn á. Bệnh lâu rồi cũng ngồi suốt vậy đó. Tụi em cũng vậy, đi nhiều chị nhiều lắm, nhưng mà người ta coi không có ra bệnh. Ý là mấy cũng có kêu thầy rồi ha. Dạ có thầy. Đi cũng nhiều chỗ lắm nhưng mà người ta coi không có ra bệnh. Cô có chở cô đi? Dạ có. Dạ Đào Thị Mai. Dạ, ở xã. Dạ
xã Phú Mỹ hả? Xã Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Đây ở đâu rồi để anh đi quay vòng cho bà con rồi xem ơi, đây à. Dạ. Yeah. Ở sau nhà mình đó ha. Thì đó lét cũng theo lét tạm đó, bà con. Nhà thì dột nát thôi. Một cái bếp đầu. Không có cái bếp nấu ăn. Cái bếp mà vậy hả? Con nhiêu vậy hả? Chỉ có chén cũ vậy thôi rồi cũng không có bếp nấu ăn không. Ủa sao chị biết cái hoàn cảnh này mà chị giới thiệu cho em? Em con nhỏ em này là nó có chồng ở gần nhà. Nhưng mà hoàn cảnh của em này sao? Của em gái đó hay là sao? Hoàn cảnh của em gái. Em gái đó thì có chồng về dưới nên nói chung gia đình chồng cũng khổ quá. Đâu có tiền đâu mà giúp cho bên này. Rồi ba đứa con nữa, ba đứa con nhỏ nhỏ không à. Nên gia đình cũng khó khăn rồi nên không có giúp được cho em nó gì. Nhà thì không có bếp nè. Không có lò ga để nấu ăn hết. Mà chỉ có được cái gì thôi. Cái bếp ngồi bếp ga đâu sao không thấy? Không có luôn. Không có luôn gì nấu món gì? Rồi bây giờ ăn bên bản gì đó. Nấu món gì? Không có gì để nấu luôn. Rồi. Ở đây là rừng rú ở sau cây cối không à. Chung là tới cái bếp mà còn không có luôn á bà con. Thì thấy cũng rất là thương luôn. Không có cái bếp để nấu ăn. Giờ nó ấy thì cũng cái bếp ăn. Thì có bà con gì hỗ trợ gì không em? Dạ có rồi. Ở dưới bữa nay em lên đây thì cũng bà con ở dưới hỗ trợ được 2 triệu. Rồi, hỗ trợ 2 triệu cho. Dạ. Ấy ha. Còn cái đó thì nó cũng 11 nữa, mãi hồi với chiếc nó lên nó gãy. Đây là bà sao với cái bà này? Bà già chồng, bà nội mấy đứa này. Bà nội ha. Cái gãy cho nội. Bà nội ha. Bà nội. Để con hỏi bà cái ha. Bà cứ ngồi tự nhiên đi để con hỏi. Bà ơi, bà có biết gì không em? Mẹ em không biết gì. Không biết gì chứ hả? Không biết gì chứ. Hỏi cũng còn không. Mình tới giờ thì mình đút cơm. Đút cơm thì thường ngày canh. Tới giờ ăn cái... Tới giờ khoảng mấy giờ em mới cho là bạn 4 giờ mấy. 4 giờ 4 mấy hả? Một ngày để cho ăn mấy buổi em? 2 buổi, hay lúc trưa uống sữa. Trưa uống sữa, trưa là gì là không ăn cơm ha? Dạ. Bà thấy ốm dữ rồi. Dạ. Mẹ ăn được ăn rửa chén. Thấy tội em thì em làm thì tới mùa gì thì cái tiền nó trang trải nó đủ để nuôi mẹ không? Cũng không đủ, tại mình đợi có mùa cũng đâu có lâu, chừng tháng thì là hết mùa. Bữa bắt có bữa không. Có khi nào mà em thấy giấc tối á, em vừa ý mẹ em có những cái hành động gì mà nó lạ thường không? Em khi ngủ được khi không ngủ thì thấy bà thức đến 1-2 giờ thì tức là ngồi thức gì đó ha. Em cho hỏi là trong cái gia đình mình có như là hồi đó mẹ chưa bệnh có thiếu nợ ai không, hay suy nghĩ gì không? Cha em chết đâu có vài năm thì mẹ bệnh tới giờ. Tự phát bệnh. Lúc trước thì cũng hạnh như mình vậy đó, xong rồi cha mất xong rồi mẹ em lại bệnh như vậy đó. Chứ lúc trước mẹ em cũng bình thường mập mạp lắm, rồi cha em mất xong rồi là mẹ em xuống bệnh như vậy luôn. Mình cũng nhiều đi trị nhiều thầy lắm nhưng mà không ai biết ra bệnh đó. Đây thì có một cái bụi giạc gì hả? Nhờ ha. Lâu thì em cũng có ghé đây thăm mẹ không? Dạ khoảng 1-2 tháng gì đó, tại vì em ở nhà dưới cũng có khăn, em cũng lội ấp rồi em cũng đi bắt con này con kia á. Kỳ bán ha. Dạ rồi con em đi học á.
nên cũng lâu em cũng có về thăm mẹ nhưng mà ít. Dạ thì có em này, trong giờ em này lo dạ. Thôi thì một mùa gì là em làm được mẹ em bị mất hết một mắt á, con còn có một con đâu dạ. Mất thành con hả? Tại mẹ em nói bữa mẹ em ngủ cái gì vậy đó, xong cái có cái gì như là cái cây vậy đó chọt vô, mẹ em kể với thằng em út thì nó là như mẹ đang ngủ gì có cái cây chọt vô nghe cái bụp vậy đó là con mắt hai mẹ em bị hư rồi, mắt đi lên Cà Mau mất á. Sáng tự nhiên bình thường dạ. Tức là ngủ bình thường cái qua wow, một đêm nằm trên bao là thằng em út em nó kể cho em nó nói vậy. Tức là sao em kể cho rõ được chừng sáng 1-2 giờ sáng thì nghe mẹ em la có ai chọn cái cây mắt không dạ. Bể dạ. 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 Nổ ra luôn hả? Nổ thấy trong trắng gì kì vậy? Không bà đâu vô quay nữa hả? Ồ bà tội. Oh. Oh, mất rồi. Ừ. Thấy không rõ. Mất bên đây. Thấy bà tội dữ vậy. Tức là cái nguyên nhân á như thế nào em có thể là kể rõ lại cho bà con cô bác theo dõi hiểu được cái câu chuyện nó rõ ràng hơn. Ừ, thì con mắt của mẹ sao? Chứ em cũng không biết, còn nhỏ mẹ mắt mẹ cũng nổi một gì mà có đâu biết, cũng mua nước nhỏ đồ nhỏ vậy thôi là nhỏ cái để vài ngày cái ngủ nữa đi đó, cái la cái mặt cái ai chọn cây bể ngồi với coi thấy bể nó có trong trắng à. Tức là mẹ đang ngủ cái mẹ nói có ai chọn cái cây vô mắt dạ. Lúc đó là bể rồi đó. Là bể ha. Ồ. Rồi lúc đó là sao em? Em cũng sợ hơn điện chế cậu. Lúc đó là khoảng mấy giờ giờ đi? 1:00 mấy 2 giờ. 1:00 mấy 2 giờ rồi lúc đó mình có đưa lên bệnh viện không? Liền không? Ăn điện cũng mấy chú với cậu qua xe tới sáng vậy. Sáng mới đưa đi hả? Em ở nhà. Ồ. Giờ mai là hên là không có ấy ha chứ nguy hiểm tới tính mạng á. Ừ. Vì tối em ngủ đâu? Ngủ đây với mẹ nó. Ngủ với mẹ luôn hả? Ừ. Ngủ trong canh mẹ sợ nó lẩu. À. Ở đây cũng sông nước không nè, mẹ có khi nào mẹ hay đi ra sông được không? Không, vợ đâu có đi được. Trước thì có đi. Đi mất dẫn. Đi tiểu, đi cầu rồi mất dẫn không đi. À. Thấy ngộ quá ha. Giờ mình buông xuôi luôn, nó đâu có kêu đi cái khám bác sĩ hoặc là coi thầy bọng gì coi có cái bị bệnh tâm linh gì không? Dạ đi coi đi cũng đi nhiều lắm nhưng mà ta coi không có ra bệnh. Dạ. Ừ. Còn là bác sĩ? Bác sĩ như là bác sĩ coi cũng không có ra bệnh, không có bệnh gì hết. Đi nằm bệnh viện lúc trước mẹ em hay bệnh là đi nằm bệnh viện là khoảng 50 ngày hay là nửa tháng gì đó là lên chở người ta không có biết bệnh gì hết rồi ta cho về. À. Rồi nó cũng đi theo mẹ em rồi giờ ở đây thì nó cũng cơm nước quần áo mẹ em rồi giặt giũ rồi đó là thằng em nó làm hết ha. Dạ, tại vì rồi, em có nhậu xa á, em không có về thường á. Em này cũng có hiếu quá ha. Rồi em học em còn học không? Nghỉ lâu hả? Mẹ em học nó bệnh cha nó từ, mắc nghỉ luôn. Từ lúc mà ba mắc mẹ bệnh là nghỉ luôn hả? Dạ, qua mấy năm sau vậy mới nghỉ. Ờ vậy là em học được lớp mấy? Dạ, học tới lớp 4. 4 hả? Ồ. Vậy bữa nay mình đâu có làm gì hết em hay là em có làm bên kia mà phụ nhà bển ha, nhà của bà con. Nhà thấy em cũng mặc đồ thấy như ấy nè, đồ mặc ta cho không hả? Cho, ừ. Ở trong đây tại vì nó nằm trong một cái vùng sâu, quá sâu trong đây à, nên là nhà cũng ít mà cảnh thì nó cũng sầm phức ha. Thì à, nghe nói là chị cũng được hỗ trợ
có bà con bên cái chị này là bên bên hội phụ nữ. Dạ. Đúng không? Dạ. Dạ, cũng hỗ trợ cho được mấy triệu đúng không nha chị? Dạ 2 triệu. 2 triệu. À. Thì nói chung là hôm nay là ngoại có cái mong muốn gì để chia sẻ đến bà con không? Lớn tuổi bây giờ không biết đường đâu giờ. Yeah. À. Nói trước rồi quên sao. Cũng mong muốn là sao là cho mấy anh thường quân á giúp đỡ cho mẹ em là có nhà với lại có biết nút đồ cho em nó nấu cho mẹ em ăn á. Em cũng mang ơn cảm ơn mấy anh. Nói chung là hy vọng rằng qua cái video này thì mình cũng là một mình thì không có kêu gọi mình Thùng Quân, nhưng mà nếu mà bà con cô bác nào mà thấy thương em và hoàn cảnh của gia đình á thì có đồng cảm với Duy Minh thì hỗ có giúp được em cái gì thì giúp. Chứ mình thật sự là đó giờ không có kêu gọi mình Thùng Quân. Dạ. Chứ là mình là cũng chân ngước chân ráo không có cái gì gọi là hết. Mình thì cũng không dám, nhưng mà được nếu mà bà con này có xem qua video có đồng cảm với gia đình thì cũng hỗ trợ được gì thì mình rất là cảm ơn. Nếu mà bà con cô bác mà có thấy mà anh quay ra đây á là tức là cũng đã hiểu rồi. Cũng như có một cái tin vui gì đó Duy Minh sẽ đảo ra đây hỗ trợ cho mà gia đình. Còn thì cái chị ơi, hồi sớm thì chị nói là có ai hỗ trợ tiền á? Có gì hả? À thì chị đó cũng mà động viên á, chị làm bên hội phụ nữ gì đó bà con. Ở động viên. Dạ, chị cũng hỗ động viên phụ nữ này ha. Dạ, cũng hỗ trợ được mấy triệu để là mà gỡ cho bà được cũng. Cũng rất là vui khi được mà bên hội phụ nữ chị này thì chị liên hệ với con đó mà con thấy nghe nói hoàn cảnh gì con già con chạy xuống đây con quay con chia sẻ bà con chứ. Dạ dạ coi có thiệt gì không, chị cũng có gỡ hình ảnh. Dạ à, tức là cái tiền này của bên của cái này em đóng góp cũng như là huynh đệ ở dưới à, huynh... là phòng thuốc nam ở Đất Mũi, xã Đất Mũi. Dạ. Là 500, cô Mũi ở bên cái nước đó là 500. Còn như là các huynh đệ ở dưới là người 100, 200. Tại vì em không có kịp ghi danh sách đó nên là em gồm chung vô là được 2 triệu. Dạ. Dạ. Cũng được hỗ trợ cho chị ha. Cũng rất là cảm ơn. Ờ à, được rồi chị trao bình thường đi, tại vì em kiểu như chia sẻ để cho bà con được nói nha. Nếu mà mà mình có chia sẻ những cái yêu thương gì là phải nói là mình rất là vui luôn. Em trai có lời nào cảm ơn với bà con đã cùng quân công an không? Nói kiểu gì? Cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ. Cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ gia đình. Cảm ơn cô chú bên chị này nè, chứ anh thì anh chỉ giúp mà anh chia sẻ cái hoàn cảnh thôi thật sự. Dạ. Nếu nói chung là nếu thật là mình là có cái duyên á thì mà sẽ được bà con hỗ trợ mình thì mình rất là vui ha em. Còn nếu mà mình không có cái duyên đủ duyên á với bà con á thì coi như là một cái kỷ niệm để là cho khán giả biết đến cái hoàn cảnh của mình như thế nào. Có thật sự không thì anh xuống đây anh thấy cũng thấy là rất là khổ luôn. Cái tới cái bếp ăn mà không có, mà nhà ở trên thì có thể thấy là dột nè. Dạ. Nhưng mà con cái là cô bị cái chứng bệnh gì rất là kỳ lạ luôn, mình không hiểu nổi. Cái xương ở trong xương sống là nó lồi lên hết trơn. Nhiều ấy là thấy đó. Còn xương. Đây nè, nó thấy hết. Ờ. Ốm lắm luôn. Thì được chị giới thiệu thì mình đã tức tốc đi xuống đây liền rồi con. Mình thức thật là sớm luôn, 4 giờ là mình đã chạy xuống đây gần 300 cây số để đến đây
để cô xác minh thật sự là cái hoàn cảnh nó có như thế không. Thì nếu bà con mà thấy cái video này mà nó có ý nghĩa và nó có đồng cảm với cái bà này thì có hỗ trợ những cái gì được cho bà thì xem như là có cái duyên mà bà con có hỗ trợ gì anh đảo lại là em đã có một cái tin vui ha. Còn nếu không thì cũng như là mình gieo duyên với nhau ha. Thì cuối video cũng xin chúc gia đình để ngày nữa sẽ gặp được nhiều cái may mắn, để bà con có hỗ trợ gì thì mình sẽ làm một cái nhịp cầu để là kết nối yêu thương cho bà con, chia sẻ với nhau trong những cái hoàn cảnh để mình giúp đỡ nhiều cái hoàn cảnh khó khăn hơn nữa ha. Rồi anh xin cảm ơn gia đình ha, đã chia sẻ cho anh những cái thông tin, những cái câu chuyện nó thật là kiểu như rất là bí ẩn cho mình không có hiểu được. Rất cảm ơn em ha. Chào bà con. Cảm ơn. Dạ không có gì đâu.